Kính lạy ba ngôi Đức Chúa Trời là Chúa của chúng con. Lạy Đức Chúa Trời là đấng dựng nên trời đất. Lạy Đức Chúa Trời là đấng tể trị dòng lịch sử của nhân loại. Kính lạy Chúa là đấng chủ thể cả trời đất vũ trụ này. Và Ngài cũng là đấng Chúa ơi biết mỗi một hoàn cảnh của chúng con. Chúng con đang ở đâu, đang suy nghĩ gì, đang ở trong hoàn cảnh nào. Ngài là đấng biết rõ. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Ngài, chúng con ngợi khen Ngài, chúc tụng Ngài. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì Chúa cho phép chúng con được đến gần Ngài, vì Ngài ban cho chúng con đặc ân được đến với Ngài, trò chuyện với Ngài, ở gần bên Ngài. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện để Chúa kéo chúng con đến gần với Chúa càng hơn và biết rằng đời sống của chúng con cần Chúa là dường nào. Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện để trong giai đoạn này Chúa Ngài mở mắt mỗi một chúng con, xin mở cặp mắt tâm linh của chúng con để chúng con nhìn thấy những cơ hội, để chúng con nhìn thấy những điều mà Hội Thánh cần phải làm. Lạy Chúa, Ngài đặt để chúng con là muối của đất và ánh sáng của thế gian. Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con thấy được những cơ hội trong hoạn nạn để chúng con làm vinh hiển danh Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Lạy Cha, con cũng cầu nguyện để trong mỗi hoàn cảnh của chúng con, trong thì giờ này, người thì bệnh tật, người thì đau yếu, người thì đối diện với cảnh tang chế, mỗi một người, mỗi một hoàn cảnh khác nhau. Lạy Chúa, con cầu nguyện để Chúa nâng đỡ, khích lệ tất cả ông bà anh chị em chúng con và kéo chúng con đến gần với Chúa càng hơn. Chúa ơi, cũng cho chúng con thấy rằng là chúng con đang rất kề cận với những ngày trở lại của Chúa, để tất cả chúng con đều được sẵn sàng để đón Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện để tại Zoom cầu nguyện có nhiều người càng hơn nữa tham gia vào sự cầu nguyện. Chúng con cầu nguyện để sự tỉnh thức trong Hội Thánh của Ngài, và chúng con cầu nguyện để không cần phải qua đại dịch, nhưng mà trong những ngày đại dịch này chúng con sẽ kinh nghiệm một sự phấn hưng, một sự thăm viếng lớn lao từ nơi Chúa. Chúng con cầu nguyện để tấm lòng của nhiều người được mở ra. Chúng con cầu nguyện để những điều trong lời của Chúa trở nên quý giá, trở nên thiết thực, và chúng con có thể hiểu được lời Chúa vì nhìn thấy sự ứng nghiệm của lời Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúa ơi, đang khi con người ta kề cận với sự chết, đang khi người ta thấy rằng tất cả những của cải của mình có thể qua đi một cách rất là nhanh chóng, thì xin Chúa làm cho lòng của nhiều người được mở ra và quan tâm đến người khác nhiều hơn nữa. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho các đầy tớ của Chúa, cầu nguyện cho con dân của Chúa khắp mọi nơi. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con bị sợ hãi và khô cứng, nhưng xin Chúa cho chúng con vận hành trong sự dẫn dắt của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Xin chúc phước cho Hội Thánh Đà Lạt, chúc phước cho mục sư Xuân Hoàng đang khi hướng dẫn Hội Thánh, đang khi hướng dẫn hội đồng cầu nguyện trong buổi cầu nguyện tối hôm nay. Chúng con tạ ơn Ngài, chúng con tôn cao Chúa, ngợi khen Ngài, chúc tụng danh Chúa và thành tâm cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.